Thưa quý vị, trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ tấn công nhằm vào các tàu chở hàng trên Biển Đỏ, Mỹ cùng với các nước đối tác đã thành lập Liên minh An ninh gồm 10 quốc gia để bảo vệ các con tàu này. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở hàng đến Israel trên Biển Đỏ nhằm gây áp lực lên chính quyền Tel Aviv trong cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza. Để ngăn chặn các vụ tấn công, Mỹ cùng với các nước đối tác đã thành lập Liên minh An ninh gồm 10 quốc gia bao gồm Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Italia, Hà Lan, Na Uy, quần đảo Sicilies và Tây Ban Nha. Nhiều doanh nghiệp vận tải hàng đầu thế giới đang điều chỉnh hải trình, chuyển hướng đi vòng quanh châu Phi thay vì đi qua Biển Đỏ để tránh rủi ro. Tuy nhiên, điều này khiến giá cước vận tải đường biển đến Israel tăng mạnh. Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc cho biết lực lượng quốc tế đóng quân ở làng đình chiến Panmunjom ở phía Hàn Quốc sẽ được tái vũ trang. Lực lượng quân sự đa quốc gia chịu trách nhiệm giám sát tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, bởi về mặt lý thuyết, khu vực này vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Hai miền Triều Tiên đã đồng ý không trang bị vũ khí cho quân đội của họ tại khu vực phi quân sự theo Hiệp ước Quân sự Liên Triều năm 2018. Tuy nhiên, lực lượng quốc tế đóng tại làng đình chiến Panmunjom được phép mang súng trở lại sau khi thỏa thuận này bị hủy bỏ một phần vào tháng 11 vừa qua, do phía Hàn Quốc đã đình chỉ một phần hiệp ước để phản đối việc Bình Nhưỡng phóng vệ tinh do thám và khôi phục trạm gác tại khu phi quân sự. Triều Tiên đáp trả bằng cách hủy bỏ hiệp ước trên và cam kết triển khai lực lượng vũ trang mạnh hơn cũng như vũ khí mới ở biên giới. Các nước Liên minh châu Âu đã nhất trí ủng hộ dự luật mới, trong đó có quy định toàn bộ bao bì đóng gói sản phẩm đều phải được thiết kế để có thể tái chế đến năm 2030. Lượng rác thải bao bì đã gia tăng tới 20% trong một thập kỷ qua tại EU, hệ lụy từ hoạt động mua sắm trực tuyến và thói quen mua hàng gói và mang đi. Trung bình mỗi người dân châu Âu thải ra gần 180kg rác thải bao bì mỗi năm, 40% tổng lượng nhựa và 50% tổng lượng giấy sử dụng trên toàn EU là dành để sản xuất bao bì. Như vậy, nếu không hành động, tới năm 2030, EU sẽ chứng kiến mức tăng hơn 19% rác thải bao bì và riêng rác thải nhựa thậm chí còn tăng đến 46%. EU đạt mục tiêu tới năm 2040 sẽ giảm lượng rác thải nhựa khoảng 15% so với mức năm 2018. Thưa quý vị, không ngoài dự đoán, với uy tín và thành tựu đạt được trong hai nhiệm kỳ vừa qua, đương kim Tổng thống Ai Cập ông Abdel Fattah el-Sisi đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba khi giành được số phiếu áp đảo gần 90% trong cuộc bầu cử vừa qua. Tuy nhiên, quốc gia Bắc Phi này đang đối mặt với những thách thức lớn về kinh tế và tình hình địa chính trị phức tạp tại Trung Đông, châu Phi. Vì vậy, chặng đường 6 năm tới của ông el-Sisi sẽ rất khó khăn. Năm 2013, trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, tướng Abdel Fattah el-Sisi tuyên bố sẽ đưa doanh thu của kênh đào Suez lên 8 tỷ đô la trong 8 năm và doanh thu hiện giờ của kênh đào này là 9,4 tỷ đô la. Người dân Ai Cập chỉ sống trên 7% diện tích lãnh thổ trong hơn 7.000 năm, nhưng đến năm 2023, số diện tích này đã tăng lên 14%. Quan trọng hơn, trong hai nhiệm kỳ tổng thống từ năm 2014, Tổng thống el-Sisi đã đưa đất nước Ai Cập thoát ra khỏi vòng xoáy bạo lực cũng như làn sóng tấn công khủng bố sau hai cuộc chính biến năm 2011 và 2013. Những thành tựu đạt được cả về chính trị, an ninh, đối ngoại và kinh tế xã hội trong hai nhiệm kỳ đã giúp ông el-Sisi nhận được sự tín nhiệm rất cao của người dân Ai Cập cũng như kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn nữa của đất nước. Ông ấy đã làm nhiều điều vĩ đại cho đất nước và tôi tin là ông ấy còn có thể làm được nhiều hơn nữa. Thế nhưng những biến động và gián đoạn của nền kinh tế thế giới và những diễn biến địa chính trị trong khu vực Trung Đông Bắc Phi đầy bất ổn đã và đang tác động mạnh tới Ai Cập, đặt lên vai nhà lãnh đạo kỳ cựu này nhiều trọng trách, vốn đã nặng nề, nay lại càng nặng nề hơn. Giá cả hàng hóa, nhất là lương thực thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác không ngừng tăng mạnh. Tỷ lệ lạm phát trung bình kể từ đầu năm tới nay luôn ở mức 30%, thâm hụt thương mại khoảng 50 tỷ đô la mỗi năm, nợ nước ngoài phình to lên gần 170 tỷ đô la. Trong khi đó, Ai Cập đang phải cưu mang hơn 9 triệu người tị nạn từ Gaza và một số nước khác. Xung đột ở Gaza cũng khiến ngành du lịch, vốn là trụ cột kinh tế của Ai Cập, giảm tới 80%. Ngoài ra, các tổ chức khủng bố, trong đó có nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và Al-Qaeda cũng đang đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia của Ai Cập.
Ông NCC cần chú trọng thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước, tạo việc làm cho người lao động, có các cơ chế khuyến khích xuất khẩu, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư nước ngoài, tăng gấp đôi diện tích đất trồng lúa mì để bảo đảm an ninh lương thực. Giới phân tích cũng cho rằng chính quyền Tổng thống NCC cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố nhằm giữ vững an ninh quốc gia, tham gia tích cực cùng các bên liên quan trong cộng đồng quốc tế, giải quyết những xung đột và khủng hoảng, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Điều này sẽ giúp Ai Cập tiếp tục duy trì vai trò trụ cột an ninh then chốt và là quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực. Vatican cho phép ban phước lành cho các cặp đôi kết hôn đồng giới hay Thái Lan tăng cường loại bỏ hàng hóa kém chất lượng là những thông tin đáng chú ý có trong cụm tin bản quốc tế ngay sau đây. Giáo hoàng Francis đã phê chuẩn một quyết định quan trọng, đó là các linh mục công giáo nay có thể ban phước lành cho các cặp đồng giới. Quyết định này không làm thay đổi quan điểm truyền thống của giáo hội về hôn nhân và quan hệ đồng giới, nhưng mở ra một cánh cửa chào đón sự đa dạng và là dấu hiệu của sự chấp nhận và lòng mến thương của Thiên Chúa. Kể từ khi nhậm chức năm 2013, giáo hoàng Francis đã nỗ lực làm cho giáo hội công giáo La Mã với 1,3 tỷ thành viên trở nên thân thiện hơn với cộng đồng LGBT. Thái Lan tăng cường biện pháp loại bỏ hàng hóa kém chất lượng, tập trung vào 143 mặt hàng liên quan đến an toàn công cộng. Bộ Công nghiệp phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp triển khai 8 biện pháp, bao gồm giám sát chặt chẽ thị trường truyền thống và trực tuyến. Các nhà cung cấp lớn như Shopee, Lazada, TikTok và hơn 300 nhà cung cấp khác đã được yêu cầu thảo luận giải pháp kiểm soát sản phẩm. Viện Tiêu chuẩn sẽ kiểm tra nghiêm ngặt quảng cáo trên truyền hình kỹ thuật số và trực tuyến từ tháng sau, áp dụng hành động pháp lý đối với các vi phạm. Đến với thành phố Bangkok Nhĩ Tân của Trung Quốc những ngày này, du khách sẽ được chào đón bởi người tuyết khổng lồ với nụ cười thân thiện. Người tuyết này cao 18 mét và được làm từ khoảng 2.000 mét khối tuyết. Hơn 100 công nhân đã dành khoảng một tuần để xây dựng công trình khổng lồ đáng yêu này với mong muốn giúp người dân và du khách cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày đông lạnh giá. 4 người tuyết cỡ trung bình khác cũng đã được xây dựng gần đó. Những người tuyết này sẽ được trưng bày trong 2 tháng để chào đón du khách từ khắp đất nước. Tiếp nối bản tin, xin mời quý vị cùng khám phá La Habana, thủ đô Cuba, nơi tango không chỉ là vũ đạo mà còn là hồn văn hóa, nơi mỗi bước nhảy lại kể một câu chuyện của riêng mình. Vào tháng 12, như thường lệ, những người yêu thích tango đã tụ tập trên các đường phố tại La Habana để kỷ niệm ngày tango quốc tế tại thủ đô Cuba. Khung cảnh đêm tại đây trở nên sôi động bởi những điệu nhảy tango nồng nàn và đầy quyến rũ. Các cặp đôi từ trẻ đến già đã trình diễn những bước nhảy tuyệt vời, thu hút sự chú ý của người qua đường. Một điều thú vị đó là điệu nhảy này đang trở nên đặc biệt hấp dẫn với thế hệ trẻ của Cuba. Ở đây tango luôn thu hút giới trẻ. Khác với những nơi khác trên thế giới, người lớn tuổi thường mới tập hợp lại thành các câu lạc bộ tango. Ở đây người trẻ lại là những người tiếp cận điệu nhảy này nhiều hơn cả. Giller Soru, một vũ công tango yêu thích bộ môn này. Bởi theo anh ấy, tango không phân biệt quốc gia hay khu vực và nó mang đặc trưng cá tính của mỗi người thể hiện chúng. Tôi ủng hộ quan điểm rằng tango không phân biệt quốc gia hay khu vực mà mỗi người có cách nhảy của riêng mình. Bất kể họ là người Cuba hay Argentina, mọi người đều có cách nhảy của riêng mình. Điệu nhảy tango có nguồn gốc từ châu Phi đã được sử dụng khắp Mỹ Latin vào cuối thế kỷ 19 để mô tả các buổi tụ họp xã hội, nơi nô lệ và người da đen tự do nhảy múa theo tiếng trống. Cuba đã nuôi dưỡng các thế hệ nghệ sĩ tango trong nhiều năm qua. Kể từ những năm 1930, đã có một nhóm lớn các nghệ sĩ đã góp phần làm cho tango trở thành một phần quan trọng của văn hóa. Và đó chính là lý do tango tồn tại ở Cuba ngày nay. Nhờ vào nhóm nghệ sĩ này đã tạo nên phong trào này. Tango tại Cuba không chỉ là điệu nhảy, mà còn là câu chuyện văn hóa trải qua nhiều thế hệ. Từ những ngõ ngách của La Habana, tango vẫn âm vang, thể hiện sự đa dạng, sáng tạo và bản sắc riêng biệt, kết nối mọi lứa tuổi với niềm đam mê mãnh liệt. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động hôm nay.